Vâng, xin chào các bạn, và trước mắt các bạn đây là một sản phẩm vô cùng hot, và thứ là sản phẩm nào mình review trên channel cũng rất là hot rồi, đó chính là sản phẩm Legendary Dragon Deck của năm 2017. Thời điểm này hàng năm thì Konami lại cho chúng ta một cái sản phẩm trong chuỗi series các cái Legendary Deck. Tính đến năm nay đã năm thứ 3 rồi. Phiên bản năm nay thì nó không có cái hộp đẹp vàng óng như 2 năm trước nữa, mà chuyển qua là tông màu đen. Các cái họa tiết bên trên cũng khác rất là nhiều. Các bạn thấy là trên bìa hộp thì vẫn là nhân vật Yugi, bên cạnh đấy là một lá bài vô cùng mới. Mình đã có dịp giới thiệu các bạn trên Facebook rồi, đó chính là Dark Maxon The Dragon 2, một lá bài Fusion. Mà lát nữa mình mở cái hộp này ra các bạn có thể xem. Ở đây thì là Kimeratec Cyber Dragon mới. Đây là logo của Yu-Gi-Oh. Còn đây là Old Ice, hai con Old Ice. Tức là trong phòng này cũng có xe Old Ice, một sản phẩm vô cùng là độc đáo. Mặt sau thì vẫn là anh chàng đẹp trai Dark Maxon trong phiên bản kỵ sĩ rồng. Ngoài ra thì cũng có giới thiệu về ba bộ bài bên trong. Ở đây có thể thấy ở đây là Legendary Dragon of Antique Deck, Legendary Dragon được build thành deck có kết hợp với sức mạnh của Dark Maxon. Mình cũng không rõ cấu trúc bên trong như nào thì lại đã phải mở ra mình mới show cho bạn xem được. Ở dưới bộ bài thứ hai thì là Cyber Dragon Deck, bộ bài thứ ba là bộ bài Old Ice. Bên trong bộ bài này nghe đồn là có cả 4 con rồng thứ nguyên trong một bộ bài này luôn, với hình dáng hoàn toàn mới. Đồng thời cứ mỗi một deck này chúng ta sẽ có một lá bài hoàn toàn mới TCG Exclusive, chỉ có tại TCG thôi. Các bạn có thể nhìn ngay trên này. Bên này thì là cái quảng cáo, chắc là 5 phút cho chương trình quảng cáo cho Yu-Gi-Oh! Cái game online được chơi trên nền tảng di động, các bạn có thể download trên App Store cũng như là trên Google Play. Và không để các bạn lâu thì mình có lẽ mình sẽ bóc cái hộp này ra cho các bạn xem. Mặc dù thì mình không được thích lắm cái thiết kế của cái hộp năm nay, bởi vì nó không có màu vàng như 2 năm trước, nên hộp vàng thì vẫn đẹp hơn. Và thực ra là mình cũng vừa mới cắt băng tay, nên là mình sẽ phải dùng một cái bảo bối thần kỳ để có thể mở cái lớp siêu ra, bởi vì họ đóng cái lớp siêu cực kỳ là chắc chắn. Sản phẩm EU, xuất xứ từ EU. Rồi, đúng là dùng bảo bối các khác, bóc siêu rất là nhanh. Ok, sau khi bóc cái lớp siêu thơm ngát này ra thì mình đã bắt đầu ngửi thấy mùi hương thơm của EU rồi. Ok, bây giờ mình mở nha. Về thiết kế thì nó cũng giống như hai hộp trước thôi, chỉ có khác về màu sắc. Ok, đây là thành phần chính của chúng ta. Ba bộ bài. Đầu tiên là bộ bài của Legendary Dragon, cái con Fusion Monster. Có rất nhiều con Fusion Monster ở trong này. Bên cạnh đó là bộ bài của Cyber Dragon. Đấy, phía trước ba lá bài này ở bên ngoài đều là ba lá bài chỉ có tiện tại TCG, hiện chỉ có tại TCG thôi, TCG Exclusive đấy. Còn đây là deck Old Ice Pendulum. Có lẽ mình sẽ bỏ ra ngoài để review. Nhìn rất là đẹp. Chắc là mình sẽ review các bạn deck Old Ice trước. Mình khá là hứng thú với con Old Ice này. Con này là một con scale 8 và là level 7. Nếu như một Old Ice card bạn điều khiển bị destroy thì bạn có thể triệu đặc biệt một Old Ice Monster từ tay, trong deck hoặc trong grave. Một cái Pendulum effect khá là hay. Tuy nhiên thì con này là normal monster nên không có monster effect. Và bây giờ mình phải tìm cách để bóc cái bộ bài ra để xem những ai bên trong. Đây. Đúng là dân chuyên nghiệp khác bóc rất là nhanh, bóc như bóc bao thuốc lá luôn. Old Ice Arc Pendulum Dragon nhìn rất là ngầu. No Master, công 2007 thủ 2000. Tiếp theo là Old Ice Pendulum Dragon, hình dáng mới. Nó là Ultra Rare và với artwork mới. Effect thì không có gì khác. Và vẫn là template mới từ Konami. Template mà thay đổi rất là nhiều các cái variety. Starving Venom Fusion Dragon, một trong những con rồng thứ nguyên, cũng được rework vẽ trên artwork mới. Các cái art này thì đã từng có ở OCG rồi, và bây giờ thì mới xuất hiện tại TCG. Nhìn cũng rất là đẹp. Còn đây là Clearwing, Clearwing Synchro Dragon, con rồng thứ nguyên đại diện cho Synchro Summon. Cái art này không được đẹp lắm so với art cũ.
Add con này CRS đẹp hơn. Và cuối cùng thì là Dark Rebellion Exis Dragon, con rồng thứ nguyên cuối cùng đại diện cho Exis Summon. Nhìn rất là ngầu các bạn ạ. Nhìn nó như kiểu nó đang bay và nó đang vô cùng tức giận. Bọn này thì giá trị sưu tập rất là cao rồi, bởi vì trong một hộp như này, bạn mua một hộp như này, bóc bộ bài ra mới có 4 con này thôi. Odai Spellum Dragon, Supreme King Dragon Not Ice, con này ở trong đã được in trong Cosadilis rồi. Not Ice Absolute Dragon in Common, một con Not Ice cực kỳ là quen thuộc cho chiến thuật Maison Bellum. Supreme King Dragon Dark Rebellion, một con rồng mới nổi gần đây cho chiến thuật OTK của Maison Bellum. Not Ice Metaverse Dragon khá là quen thuộc đi chung với Not Ice Absolute rồi. Còn Sincho có khả năng kéo Bellum Master để scale sang. Supreme King Dragon Clearwing cực kỳ là mạnh cho deck Bellum Maxon. Boho Pao Gatling Gao, Old Ice Vortex Dragon, chú rồng có khả năng negate đi chung với hai con rồng kia, Absolute và Metaverse Vortex Dragon. Cuối cùng là Supreme King Dragon Starving Venom, con rồng thứ nguyên cuối cùng trong bộ bài này. Ok, tiếp đến là những cái con Swell Chart cho chiến thuật Old Ice cũng như là các chiến thuật Bellum nói chung. Bellum Switch khả năng thay đổi scale sang Master Zone và ngược lại. Có đến 2 Bellum Switch trong này. Bellum Reborn, lá bài Chart dành cho Bellum Master, khả năng hồi sinh. Có đến hẳn 2 Bellum Reborn. Wow. Echo Oscillation, chọn một lá bài trong Bellum Zone, tiêu diệt nó và draw một lá bài, giúp khả năng Turbo draw. Terraforming, hồi này gọi Terraforming luôn, cực kỳ hay. Terraforming Common, một lá bài cực kỳ hữu dụng, khả năng add few spell card. Đến 2 Terraforming, wow. Pop Rich, backup cho Bellum, lá bài có Rich khá là khó chịu. Bellum Storm, dùng để clear spell trap của đối thủ cũng như là tranh thủ destroy những con Bellum Master của mình luôn. 2 Bellum Storm luôn. Bellum Impenetrable, con này dùng để bảo kê cho Bellum Bellum Card trên Bellum Zone, không để bị tiêu diệt bởi card effect của đối thủ cũng như không để bị target luôn. Đến hẳn 2 con này luôn. Có rất nhiều copy. Duelist Alliance là một lá bài. Con này thì in secret trong Mushroom Crisis và trong sản phẩm này thì in common, cũng như là giúp cho các player chơi Bellum có khả năng sử dụng lá bài dễ dàng hơn, bởi vì con secret thì giá thành rất là đắt. Chỉ cần khi bạn control một lá bài ở Bellum scale thôi thì bạn được add một card tên là Bellum từ trong deck lên hand. Có đến 2 Direct Alliance trong sản phẩm này. Wow. Spiral Flame Strike và con này, hai con này, và hình như con nào hữu dụng là đều có hai trong này hết thì phải, các bạn thể gì đúng không, hai này đây có Terraforming hay có hai con này đấy, Bellum Storm lại có hai con này, Deathjoy con này bảo kê cũng có hai con, Duel Island hai con đấy, có rất là hợp lý để build deck rồi. Old Ice Advent, con này là con Ritual Summon dành cho Old Ice Ritual Master. Old Ice Fusion là con có khả năng fusion ra con Old Ice Vortex lúc nãy mình vừa cho các bạn xem đấy. Skyris, wow, được in common, in lại common, con này thì in trong SD Master Bellum. Đúng, có đến 2 Skyris, rất là hay. Old Ice Gravity Dragon, con Ritual của Old Ice, con này thì chơi không nhiều lắm. Ngày nó ra thì mình nghĩ là ra chỉ có, không biết là trong deck này thì có chơi được không. Có cả Maxon trong này luôn, Noble Dragon Maxon. Một con Maxon đóng vai trò Tuner. Tuy nhiên thì sở hữu khá là nhiều Rich Trick. Hai Noble Dragon luôn. Bohoa Pan Ugo Golem, nhìn chung là cũng support tăng khả năng Fusion. Có đến hai con này luôn, rất hay. Bohoa Pan Rain Code, một lá bài rất là hữu dụng cho những người Old Eye đây. Con này thì không có hai con. Bohoa Pan Skullcrobat Joker, anh chàng có khả năng search mọi thứ cho
chiến thuật nói chung mà Action, Power Pan hay là Old Eyes. Nên là chắc chắn là không thể nào thiếu trong cái deck này rồi. Và tất nhiên là có hai con, và Power Pan Old Eyes Unicorn, một con đã biến mất khá là lâu tại các chiến thuật Pendulum. Con này thì nó là skill 8 và là Pokemon card sớt được từ Pendulum Sorcerers. Vâng ạ, có hai con luôn. Con này thì ngoài ngoài việc sớt được từ Sorcerer thì nó còn sớt được từ Skyris nữa, nên là và được rất là ưa chuộng cùng với con ở dưới. Đó chính là Bohopan Old Eyes Life Phoenix. Con này thì nó là skill 3. Tuy nhiên thì bộ đôi này thì nó có một cái điểm yếu, đó là cái level của nó khá là cọc cạnh nhau. Một con là level 1, một con là level 5, nên là không hoàn toàn hữu dụng trong khả năng Sincho cũng như là Exist của cái deck nhà Bohopan ngày trước. Tuy nhiên thì trong deck Old Eyes thì bọn chúng khá là hữu dụng, bởi vì đảm nhiệm những cái skill cả cao lẫn thấp và sớt được từ Skyris, Old Eyes Mirage Dragon. Còn đến hai con này luôn. Old Eyes Phantom Dragon. Con này là một con Old Eyes khá là mới. Mình nhớ không nhầm thì con này nó in Ultra ở V-Zam. Và nó được in lại Common trong cái bóc này. Old Eyes Persona Dragon cũng là một lá bài mới. Hình như đây là một bộ đôi mới thì phải. Nếu như mà mình nhớ không nhầm, con này skill 1, level 5, còn đến hai con luôn. Wow. Có hai Phantom và hai Persona trong deck này luôn. Skill 1 thì ok, nhưng mà mỗi tội level 5. Ok, và cũng nên có đến hai con này luôn. Hai Ice Phantom Dragon và hai Ice Persona. Đó là toàn bộ về deck Old Ice. Và mình sẽ dùng một vài cái cut slip để bọc bọn này vào. Đây, bọn này rất là dễ bị hỏng. Cut slip này các bạn có thể mua ngay trên trang web của G-Store. Đặt hàng ngay cut slip hình, nhìn rất là đẹp. Ok, chúng ta sẽ đến với nhân vật tiếp theo. Cyber Dragon, bộ bài thứ hai trong cái sản phẩm này. Mình sẽ bóc lớp siêu quen thuộc ra ngay đằng sau thôi. Coi dùng tay để bóc luôn. Vâng, có thể là một lá bài mới, một con Fusion mới. Kimatic Mega Flat Dragon. Con rồng Kinematic của Cyber Dragon. Con này thì được dân tình đồn là sẽ rất là mạnh, bởi vì nó khả năng nuốt quái vật. Nguyên liệu fusion của nó là một Cyber Dragon và một Monster ở trong Extra Monster Zone. Chỉ cần được đặt trên Extra Monster Zone là con này sẽ nuốt được luôn. Bởi vì con này thì nó summon bởi việc send các cái nguyên liệu yêu cầu trên field của bất kỳ người chơi nào xuống graveyard mà không cần polymerization. Nó khá là giống với Kinematic Fortress Dragon. Tuy nhiên thì con này nó ảnh hưởng đến các master triệu đầu biệt từ extra deck. Tức là bạn chỉ cần một con Cyber Dragon thôi và bạn có thể nuốt các cái master đứng ở trên extra master zone của đối thủ rồi. Rất là hay. Và original attack con này sẽ là 1200 nhân với số lượng nguyên liệu fusion cho nó. Tức là bình thường là ít là hai con thì đã công đã là 2400 rồi. Con này hiện tại chỉ có ở TCG thôi, còn OCG thì chưa có. Cyber Repair Plan Ultra. Reprint Ultra luôn. Rất là đẹp các bạn ạ. Con này thì khả năng của nó là add Cyber Dragon, add Lime Machine trong deck in hand, hoặc là đẩy một con Lime Machine trong graveyard về deck. Cyber Network cũng in Ultra luôn, rất là hay. Những cái lá bài quen thuộc trong Shock Trek Cyber Dragon. Kinematic Rampage Dragon. Con này thì trước là in Super trong Breaker of Shadow và Reprint Ultra. Cyber Dragon Infinity Ultra.
là bài cực kỳ hữu dụng cho chiến thuật Cosmo của mình, cũng như là các cái chiến thuật Cyber Dragon. Tiếp đến thì là thành phần còn lại của deck, các lá bài common. Thì deck Cyber Dragon tất nhiên không thể thiếu Cyber Dragon rồi. Rõ ràng Cyber Dragon Z-Way, con này thì được cheat out Cyber Dragon khi mà reveal một spell từ trên tay, khả năng là tự normal được. Vậy thôi. Cyber Dragon Nova, con rank 5, cầu nối để lên được Cyber Dragon Infinity, và cũng như là cầu nối cho các cái combo OTK. Vâng, có đến 2 Nova luôn, rất là hay. Chimatic Rampage Dragon được in common. Đây, Chimatic Fortress Dragon. Con này thì nó sẽ khác con kia rất là nhiều. Con này thì ra trước và nó fusion từ Cyber Dragon cộng với một hoặc nhiều Machine Master, và nó sức tấn công của nó là tăng 1000 nhân với số lượng Fusion Metro. Chimatic Fortress Dragon ngày xưa Cosmo thời DOCS là dùng con này rất là nhiều để đánh Miramax. Cyber Twin Dragon, dòng máy hai đầu, hai đầu nên là tấn công hai lần, rất là hay, công 2008 thứ 2001. Chimatic Over Dragon cũng là từ Cyber Dragon và một Machine Master. Tuy nhiên thì con này thì cần phải dùng Poly để fusion. Original Attack Defense của con này sẽ tương đương với số lượng Fusion Metro của nó nhân với 800, thấp một tí. Và mỗi lượt đi thì con này phải tấn công đối thủ số lần tương đương với số lượng Fusion Metro. Wow. Bao nhiêu cái đầu thì tấn công bấy nhiêu lần. Tiếp tục là Cyber Twin Dragon, Cyber End Dragon, vâng, Master huyền thoại. Ngày xưa mình đã phải đối đầu với con lá bài rất là nhiều, bởi vì mình có một người bạn chơi Cyber Dragon. Con này thì là dòng máy ba đầu và fusion từ ba con Cyber Dragon. Và con này thì có thể đánh piercing down với sức tấn công là 4000. Rất là kinh khủng, rất là khủng khiếp ngày đấy. Bây giờ không biết các bạn còn chơi lá bài này không. Ồ, có cả Drowning Mirror Fox trong này luôn. Khả năng bảo kê cho người chơi khi bị direct attack. Quicking Mirror Fox có trong này luôn, đưa tất cả quái vật đối thủ về thế fake down. Đồng thời sau đó chắc là sẽ lên con Cyber End để đánh xuyên thủ. Storming Mirror Fox rất là hay, hất tung toàn bộ lên tay. Cyber Shadow Gardna, Cyber Network Common Reprint, Machina Armored Unit, Limiter Removal, vâng, lá bài Boost Attack, Boost Dam, Future Fusion Common với các tịnh hoàn toàn mới, cứ mỗi tên là thực hiện một action. Overload Fusion, lá bài Fusion cho Cyber Dragon, con này rất là hot đấy. Còn đến 2 Overload Fusion luôn. Power Bond, 2 Power Bond, vâng, rất hay. Evolution Burst, còn đến 3 lá bài. Nếu bạn điều khiển Cyber Dragon thì chọn một card đối thủ điều khiển Destroy. Tuy nhiên thì Cyber Dragon không phải attack trong turn lá bài này được active. Cybernetic Fusion Support, bay nửa điểm gốc và Fusion Summon. Nếu bạn Fusion Summon Machine thì bạn sẽ banish Manter từ trên tay, fill trong graveyard như Metro. Một lá bài Fusion hệ Fusion Quick sẽ rất tốt cho việc gây thêm sát thương. Battle Phase, Cyber Repair Plan in common. Hai Cyber Repair, đây này có đến 3 Cyber Repair Plan các bạn ạ. Hai, một Ultra và hai Common. Monster có Machina Fortress, Armor Cyber, Cyber Eltonin, một Monster có bề ngoài rất là khiếp sợ. Hai Cyber Eltonin luôn, Cyber Dinosaur, Cyber Phoenix, hai Cyber Phoenix, Cyber Valley, có đến hai con. Proto Cyber Dragon, tên coi như Cyber Dragon luôn. Level 3 Cyber Dragon Core, một monster cực kỳ quan trọng cho deck Cyber Dragon, không thể nào thiếu, bởi vì con này là Searcher và nó có thể bắn nít để gọi Cyber Dragon. Con này có đến 3 con. Wow, rất là hay các bạn ạ. Trong deck Cyber Dragon này các bạn mua là có thể chơi được luôn đấy, tại vì các cái thành phần chính trong main core đều có trong cái bộ bài này luôn. Cyber Dragon luôn này, tức là chúng ta có đến 3 Cyber Dragon, vâng, có đến 3 Cyber Dragon. Và
có đến hai Cyber Dragon Drake, một hai Cyber Dragon Z-Way, mình nhớ là hai con đúng rồi, rất là hay bộ bài Cyber Dragon. Tùy thứ tự có hơi lẫn lộn một chút nhưng mà các copy có thể nói là rất là nhiều cho một bộ bài. Có thể chơi được ngay với bộ bài như này. Vâng, mình sẽ lại nhét các slip vào các lá bài Uncha để đảm bảo không bị đăng. Và cuối cùng thì là bộ bài Dark Maxon The Dragon Knight, bộ bài Legendary Dragon với lá bài đằng trước rất là đẹp. Vâng, Ultra Rare, thứ mà mình vô cùng mong đợi trong cái box này. Bộ bài mình vô cùng ưa thích. Mình sẽ bóc clip siêu ra giống như hai bộ bài kia, cũng sẽ rất dễ dàng thôi. Ok, Dark Maxon The Dragon Knight, một Monster Fusion level 8. Từ Dark Maxon là một Dragon Monster bất kỳ, có thể Fusion là con này. Và con này sẽ được treat tên thành Dark Maxon khi nó ở trên sân hoặc trong graveyard. Đối thủ không thể target spell trap và điều khiển với các effect, và chúng không thể bị destroy bởi cả effect của đối thủ. Một effect bảo kê cho spell trap rất là hay. Và theo mình nhớ không nhầm thì con này sẽ đi rất tốt khi đứng với Eternal Soul, cũng như các cái con Dark Maxon, những con spell trap khác của bộ bài Dark Maxon. Một bài rất là hữu dụng và có thể là support rất là tốt cho chiến thuật phù thủy áo đen. Ultra Rare rất là đẹp. Oh wow. Lá bài thứ hai chính là phù thủy Aberrant Tip Illusion Maxon. Con này thì có thể nói là ra mắt TCG cũng khá là lâu rồi. Tuy nhiên nó rất là đắt các bạn ạ. Nó ra trong V-Jump và giá của nó mình nhớ không nhầm phải lên đến 50 đến 60 đô cho một lá bài Ultra, và nó ơn giời nó đã là reprint trong sản phẩm này. Phù thủy da nâu nhìn rất là đẹp. Nhìn nó giống như kiểu hậu duệ của nữ đệ tử phù thủy áo đen vậy. Đây cho các bạn xem về effect. Bạn có thể chỗ đặc biệt lá bài này trên tay bởi việc discard đi một lá bài. Nếu như lá bài này được nâng một special summon thì add Dark Maxon từ trong deck lên hand. Rất là hay. Và trong Dark Maxon Collection, nếu như bạn nếu như Dark Spellcaster của bạn battle với các vật đối thủ thì bạn có thể đưa lá bài trên tay hoặc phép trên sân xuống mộ. Quái vật bạn điều khiển tăng 2000 công vào thủ trong cái Dark Maxon Collection. Rất là hay, rất là hữu dụng. Vô cùng là mạnh cho chiến thuật Dark Maxon. Bất kỳ người chơi nào chơi Dark Maxon đều rất là mong chờ cái lá bài này. Và nó được reprint rồi. Vâng, tiếp theo thì là Dark Maxon Circle Ultra. Con này thì vừa được in lại Secret ở trong Mega Team. Và nó đang được in Ultra trong cái box này để bất kỳ người chơi nào mua sản phẩm này có ngay lá bài này để chơi. Eternal Soul, vâng. Cũng Ultra Rare. Bia đá cổ đại. Với thần quan Ma Hát ở trên. Có thể thấy là cái foil nó đang thoát ẩn thoát hiện, nhìn rất là đẹp trên bia đá. Maxon Navigation, vâng, còn là bộ ba spell trap hữu dụng cho Dark Maxon. Cho Dark Maxon có ngay trong cái box này. Vâng, bộ bài Dark Maxon thì không thể thiếu được Dark Maxon rồi. Một cái ad mình rất là ưa thích bởi vì nhìn nó có cái bia đá đằng sau rất là đẹp. Dark Maxon Girls phiên bản này mình cũng rất là thích. Đây có lẽ ad duy nhất của Dark Maxon Girls mình ưa thích luôn. Red Eyes Black Dragon Sword, một con trong series Legendary Dragon. Goddess Bow Fusion từ Cloud Hermos. Mình cũng không rõ về truyền thuyết của mấy con rồng này nên là chắc là mình cũng lướt qua thôi. Rocket Hermos Cannon. Này là khẩu đại pháo à. Time Magic Hammer. Đây là cái búa. Mirror Fox Dragon Common luôn. Wow. Rất là đẹp.
Titan Boss Dragon, Doom Virus Dragon luôn, những con rồng đã từng rất là đắt của set Dragon Legend được in common, rất là hay. Dark Maxion Girl Dragon Knight in trong này luôn. Vâng, cả thầy lẫn trò in trong một cái bóc này, rất là ngầu. Amulet Dragon, phiên bản là sơ khai của chàng phù thủy. Con này thì không mặc giáp, con này hình đang mới sinh thì không mặc giáp và nhìn thì cũng không đẹp bằng lá bài mới của chúng ta. Dark Paladin Common, lá bài xưa này vốn rất là đắt, rất là đẹp, in common. Titan Wing Middle Fox, vâng, deck của Yugi. Kirkas Virus Dark Linear One, vâng. Reforce Mizami, chắc là trong deck này sẽ có mấy con Warrior. Pop of Duty, Gươm Ánh Sáng, Legend of Heart, có ngay trong này luôn. Crow of Hermos này, Farm Critias này, Eye of Timaeus, bộ ba spell in common. Dark Magic Attack, ngàn dao, Dark Magic Inheritance, Dark Magic Expand, Illusion Magic, rất hay. Dark Magic Curtain, Absolute Crusader, Chiến binh Hoàng Kim, Big Seal Gatna, Magical Exemplar, Breaker the Magical Warrior, Master cực kỳ lớn thích của mình. Bộ 3 Legendary Knight, Hermos Critias và Timaeus, Skirt Dark Maxion, còn đến 2 con, 3 con, vâng, Maxion Rod cũng có đến 2 con. Con này thì nó là common thôi và là một card có khả năng xuất. Chiếc áo của phù thủy áo đen, vâng. Vâng, và có đến 3 Dark Maxion và có đến 2 chiếc áo luôn. Thứ tự hơi bị lẫn lộn một chút. Ok, đây Dark Maxion khá là thú vị, rất là nhiều các lá bài huyền thoại rarity cao được in lại dạng common. Vẫn là công việc nhét các lá bài này vào các slip. Vâng, và mình đã vừa review cho các bạn xem cả 3 bộ bài trong sản phẩm này. Các bạn thấy là cả bộ bài này thì đều rất là hữu dụng. Nếu như các bạn có nhu cầu build deck những cái bộ bài như kiểu bộ Cyber Dragon, cũng như có thể là bộ Old Eyes, deck Old Eyes, vâng, cũng như là deck Legendary Dragon, rất là hợp lý để các cái lá bài trong này để có thể build một bộ bài rất là dễ dàng. Với một sản phẩm thì chúng ta sẽ có ngay 3 bộ bài. Vâng. Và đối với tất cả những người chơi sưu tập card thì chúng ta cũng có những lá bài hoàn toàn mới, cũng như là các lá bài variety rất là đẹp như trong hình. Đặc biệt là lá bài ở giữa, chính giữa, Dark Maxion The Dark Knight, một monster cực kỳ là mới và được rất là mong chờ từ bất kỳ một người chơi nào. Vâng, sản phẩm này thì hiện đang bày bán trên trang web của shop tại địa chỉ gstore.vn, và các bạn có thể đặt mua online trên Facebook Alan Yo Shop hoặc Yo Việt Nam Shop, và các bạn có thể đến mua ngay trực tiếp tại các cơ sở của shop ở Hà Nội và Hồ Chí Minh. Rất cảm ơn đã theo dõi video clip và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.